Chùa Bái Đính. Chùa Bái Đính nằm trên núi Bái Đính ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, cách cố đô Hoa Lư 5 km về phía tây bắc và cách thành phố Ninh Bình 12 km. Chùa Bái Đính là một quần thể chùa lớn, được biết đến với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam, được xác lập như một chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, chùa có tượng Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á. Đây là ngôi chùa lớn và sở hữu nhiều kỷ lục nhất ở Việt Nam. Các hạng mục xây dựng mở rộng khu chùa mới được các đại biểu tham dự lễ Phật Đản Thế Giới năm 2008 làm lễ khánh thành giai đoạn 1. Năm 2010, chùa Bái Đính là nơi tổ chức đại lễ cung nghinh Xá Lợi Phật đầu tiên từ Ấn Độ về Việt Nam. Quần thể chùa Bái Đính hiện có diện tích 539 ha, bao gồm 27 ha khu chùa Bái Đính cổ, 80 ha khu chùa Bái Đính mới. Các khu vực như công viên văn hóa và học viện Phật giáo, khu đón tiếp và công viên cảnh quan, đường giao thông, bãi đỗ xe, khu hồ Đàm Thị, hồ phóng sinh. Quần thể chùa Bái Đính gồm một khu chùa cổ và một khu chùa mới, được xây dựng từ năm 2003. Chùa nằm trên sườn núi, giữa những thung lũng mênh mông hồ và núi đá. Ở cửa ngõ phía tây vào cố đô Hoa Lư, kiến trúc chùa mới hoành tráng, đồ sộ nhưng mang đậm bản sắc truyền thống, phù hợp với tâm lý của người Việt. Chính vì vậy, nơi đây sớm trở thành một điểm đến nổi tiếng. Khu chùa Bái Đính mới được báo giới tôn vinh là một quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á. Giếng ngọc của chùa Bái Đính cổ nằm gần chân núi Bái Đính. Tương truyền đây là nơi thiền sư Nguyễn Minh Không đã lấy nước để sắc thuốc chữa bệnh cho dân và chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông. Giếng xây lại hình mặt nguyệt, rộng có đường kính 30 m, độ sâu là 6 m, không bao giờ cạn nước. Chùa Bái Đính là ngôi chùa rộng lớn nhất Việt Nam với những kỷ lục: tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, tượng đồng 100 tấn trong điện pháp chủ, khu chùa có cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam, 100 cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề Ấn Độ, tượng Phật Di Lặc bằng đồng dát vàng lớn nhất Đông Nam Á, tượng Phật Di Lặc 100 tấn ngoài trời, chuông đồng lớn nhất Việt Nam, đại hồng chung nặng 36 tấn trong tháp chuông, khu chùa rộng nhất Việt Nam 539 ha, khu chùa có hành lang La Hán lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài gần 3 km, khu chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam, 500 vị bằng đá xanh cao 2 m, khu chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam. Mời các bạn cùng ký sự di sản UNESCO tham quan chùa Bái Đính.
가만 있어. 어디 가만히 있어. 가만 있어. 야, 나.